Đây, đếm cho ông 18 triệu 500. Quay đi, có người ta lại bảo con me bằng đấy mà bắt một nấy tiền khổ đó. Đủ 18 triệu 500 chưa ông? Đủ rồi đúng không? Đó, không có ông ạ, à, về cháu nói với ông xin lỗi ông, có người mua con me này này, bây giờ điện cho cháu các trại lớn bảo là chú cần cho tôi được 90 92 không? Mà ông bảo con me đi được mấy được con đi chưa được 2 cân 200 cân hơi nữa, đúng không? Mà cháu mua các ông bằng nấy tiền thì làm răng cho bán ra được. Đó mà các trang trại lớn bây giờ điện đó, bây giờ cứ bảo là tôi điện chỗ này chỗ tê cân hơi có 90 92. Bảo rồi các bác giỏi nó cứ đến rồi mà mua. Cứ đến đó mà mua thật mà hắn cho ăn một bụng cứt đi rồi cái loại mà tầm 3 tạ, 2 tạ 7, 2 tạ 8, 3 tạ hơi trở lên đó. Rồi hắn cân cho. Chứ chờ xã hội bây giờ có ai đó bác thấy trả bác từ hôm qua đó. Hôm nay thì bác đây, bác ông đây nữa, bác cũng theo dõi kênh thì bác bảo thôi thì bán cho chú. Đó thì cháu cảm ơn ông nhá. Đó thì cụ Thơm cũng tâm sự với các bác luôn. Cái cốt lõi của cái cân này. Đó, còn chú Thơm cũng nói quan điểm luôn nha các bác. Không phải em mua cân về để em bán cân. Đó, em mua cân về không phải để em bán cân, mà để em muốn cân cho những bác nào muốn mua cân. Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube, kênh khởi nghiệp, kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng. Đó các bác, hôm nay thứ 6 ngày 14 tháng 4 nè các bác. Đó thì sau lưng chú Thơm, trước mặt các bác, trước mặt toàn thể bà con nông dân, mình là một lô bò 3B được hàng chất lượng cao các bác, gồm có 6 con. Đó thì trước khi vào video chính để công khai báo giá cái lô bò này để cho các bác xem và lựa chọn để mua về vỗ béo phục vụ kinh tế gia đình mình, thì chú Thơm xin các bác dành một chút thời gian nho nhỏ để khoe với các bác một cái vấn đề nó cũng không nhỏ một chút xíu nào. Đó thì bây giờ chú Thơm mời các bác cùng toàn thể bà con xem chú Thơm hôm nay khoe với các bác cái gì nha bà con. Đó, thì hôm nay chú Thơm muốn khoe với các bác một cái rất đặc biệt của kênh khởi nghiệp. Từ giờ trở đi chú Thơm sẽ áp dụng dành cho những vị khách hàng khó tính nhất của kênh khởi nghiệp. Đó thì đây các bác, đây giới thiệu với các bác luôn cái cân này. Đó thì chú Thơm mới sắm. Đây các bác, nó đã hoạt động rồi nha bà con. Đây, nó đã hoạt động rồi. Đó, chú Thơm cân là bằng, trọng lượng của chú Thơm bây giờ là bằng 78kg hơi các bác. 78kg hơi mà nhân với giá 100 nó cũng nhiều tiền rồi đó bà con. Đó, thì đây các bác, thì đây ngồi xuống tâm sự với các bác luôn cho nó dễ dàng. Đó thì cái mục đích của chú Thơm mua cái cân này, thứ nhất là phục vụ bà con, thứ hai nữa là phục vụ những người khó tính nhất muốn chọn và mua bò ở bên kênh khởi nghiệp. Đó thì rất nhiều các bác điện cho em cũng muốn sắm cái cân này lâu lắm rồi các bác, nhưng nguồn lực kinh tế mình chưa cho phép, chú Thơm không dám cắm, không dám sắm. Nhưng nhờ sự tin hưu của bà con nông dân đó, và nhờ sự đánh giá cao của bên YouTube, bên đối tác, thì hàng tháng chú Thơm vẫn được tiền ở bên kênh YouTube. Thì chú Thơm dồn lại đó, và chú Thơm mua cái cân này. Cái cân này chú Thơm mua về đến nhà là bán triệu. Đó, tiền là tiền của YouTube, nhưng mà ơn là ơn của bà con. Đó, thì để đáp ứng, để ý là để tri ân đó bà con mình. Đó thì chú Thơm mua cái cân này. Đó, mục đích chính là như vậy rồi. Đó thì chú Thơm cũng tâm sự với các bác luôn. Cái cốt lõi của cái cân này. Đó, còn chú Thơm cũng nói quan điểm luôn nha các bác. Không phải em mua cân về để em bán cân. Đó, em mua cân về không phải để em bán cân, mà để em muốn cân cho những bác nào muốn mua cân. Các bác hiểu không? Còn chú Thơm vào dân thì thường chú Thơm mua chừng. Chú Thơm mua con về chú Thơm sẽ bán con. Quan điểm từ đầu nha các bác. Đó, chú Thơm mua con, chú Thơm về sẽ bán con. Chú Thơm đến nhà hộ nông dân, chú Thơm mua hợp lý thì chú Thơm sẽ để cho các bác hợp lý. Chú Thơm còn chú Thơm mua đắt thì chú Thơm sẽ bán đắt. Các bác không mua thì người khác mua. Các bác hiểu không? Đó thì chú Thơm tâm sự với các bác luôn là cái động lực để chú Thơm mua cái cân này. Đó thì rất nhiều các bác điện cho em hỏi là chú Thơm ơi, chú Thơm biểu cân con bò nó được bao nhiêu cân hơi? Thì mình không có cân mà các bác mà cái bánh nhăn thì nó phải chắc chắn.
mình đến dân mình mua răng cũng được, tiền của mình quyết định. Nhưng mà người ta mua hàng của mình thì mình phải nói làm sao cho nó chính xác. Đó là chú Thơm nói chung chung, ví dụ như con bò nó rơi hai tạ hơi, nhưng chú Thơm không bao giờ mắt em nhìn hai tạ hơi, nhưng không bao giờ em nói đến hai tạ hơi, em chỉ nhìn, em chỉ nói đến 190kg hơi là cục. Đó hoặc đôi khi chú Thơm nhìn con bò nó hai tạ hơi nhưng còn có khi cân lên nó hai tạ mốt, hai tạ hai thì sao, đúng không các bác? Hoặc là chú Thơm nhìn con đi 200 cân hơi, báo với các bác 200 cân hơi, nhưng đến nhà các bác cân không được 200 cân hơi, chỉ được 170, 180 thì sao? Cái đó là mình lừa gạt người ta rồi. Mà chú Thơm buôn bán không bao giờ cho mục đích là lừa gạt ai hết. Đó các bác hiểu không? Đó ví dụ như chú Thơm lấy một vài trường hợp, hoặc là cái giá bò cân hơi đi. Đó thì rất nhiều anh em bây giờ người ta buôn bán ở trên mạng rất nhiều, kể cả chú Thơm cũng bán hàng ở trên mạng, nhưng mà chú Thơm bán hàng trên kênh YouTube nó sẽ khác với anh em người ta bán, người ta không có kênh thì người ta quay lên các hội, các nhóm ở trên Facebook đó. Đó thì cũng có người làm ăn nó rất đàng hoàng, nhưng cũng có kẻ làm ăn rất ba trợn, mục đích chỉ muốn lừa đảo người ta thôi. Đó các bác hiểu không? Đó ví dụ như chú Thơm lâu lâu chú Thơm lướt mạng Facebook hoặc nữ cũng vậy, trên các hội các nhóm, thực sự cái con bò đó ví dụ như em nhìn thì ví dụ như cái lô bò nó bán sẵn sàng, nó bán cho người ta rồi, nó bán bằng 18-20 triệu một lô, nhưng nó quay chơi lên Facebook, nó quay trên hội, nó bảo là nó bán chỉ có xô chỉ có 12-13 triệu thôi. Các bác tin đứt, các bác nhảy vô, các bác hỏi mua. Các bác nên ý này, không ai bán bò giống dưới giá thịt cho các bác cả. Các bác cứ nên lưu ý ở vậy, cái mục các bác đi vào giống ở vậy. Thứ hai nữa là không có cái gì rẻ mà đẹp. Hai cái mục đích các bác nên chú trọng cái đó. Và chú Thơm vào dân, chú Thơm mua cũng vậy. Không có cái gì mà chú Thơm muốn đẹp mà bạn mua rẻ của người ta được. Vì người ta biết cái con người ta đẹp thì cái giá người ta bán ra nó sẽ khác. Đúng không? Ví dụ như con mẹ người ta mua 30 triệu một con mẹ, nó sẽ khác với con mẹ mua 10 mấy triệu. Và cái con nó sẽ đẳng cấp hơn nhiều. Đó. Và nhiều các bác, ví dụ như mới đây thì cũng có một bác cái trang trại lớn điện cho em mấy lần rồi. Là bác bảo là cái trang trại đó bác nuôi mấy trăm con chuẩn bị xuất bán hoặc là xuất bán rồi. Đó để điện hỏi mua em. Ý là nhân viên thôi. Nhân viên điện hỏi để mua em. Nó mà không biết là người ta chăn nuôi kiểu gì mà người ta điện cho em, người ta hỏi là à chú Thơm ơi, chú bán ở nơi chú là người ta có nhu cầu đặt em 100-200 con đó. Người không biết là người ta có nhu cầu đặt thật sự hay là chỉ hỏi dò thôi, hay là vơ vơ vẩn vẩn thì chú Thơm không biết. Nhưng mà điện hỏi là chú Thơm ơi, chú bán ở răng, bảo là em mua bò thì em bán bò cho bác. Rồi bảo chú có bán cân không? Có, bác mua cân thì em sẵn sàng em bán cân cho bác. Và em thích bán cân, nó dễ dàng hơn. Thì anh mới hỏi, chứ ở chú thì chú bán cân hơi là mấy? Đó, chú Thơm lấy cái tiêu đề của ông anh này, cái câu chuyện của ông anh này, câu chuyện thật là anh trao đổi với em nhé. Còn rất nhiều người điện, em mua 1-2 con hoặc mua 5-7 con để đề cập vấn đề cân và cân chéo thì nó nhiều rồi. Nhưng gần nhất thì em bảo là ở nơi em thì em cân là bằng 100.000 một cân hơi. Đó, bằng 100.000 một cân hơi. Bác đến nhà cân tính tiền, cân bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Còn bác thích mua bò thì em bán bò, mà bác thích mua cân thì bán cân. Rồi anh bảo ủa chứ sao mà đắt thế. Anh điện cho ngoài Hưng Yên hoặc là Hà Nội, nó bán chỉ có 90-92.000 một cân hơi thôi mà chú. Em bảo rồi thì bác ra ngoài đó bác mua. Em khuyên bác ra ngoài đó bác mua. Và 95.000 bác cũng mua nữa. Và bác mua nó xong rồi đó, bác thấy ok, bác giới thiệu cho chú Thơm ra mua với. Đó. Nghĩ rằng đã chăn nuôi có tay nghề rồi, mình đường đường một trang trại lớn rồi mà điện ra ngoài đó bò đâu các bác, bò giống đâu mà bây giờ bê như bê giống mà mua 90-92 lấy đâu ra hả bà con, đúng không các bác? Và sau cái tức là sau cái câu chuyện này, chú Thơm sẽ cho các bác xem một cái clip trực diện nhất. Chú Thơm vào dân mua con bò 3B đó bằng bao nhiêu tiền, bằng bao nhiêu tiền, về nhà thì chú Thơm cân thử cái con 3B đó nó cân hơi lên là bằng bao nhiêu tiền. Quy ra là chú Thơm mua cân hơi ở hộ gia đình đó là bằng bao nhiêu tiền, để cho các bác hiểu luôn. Đó là trong cái clip này, xong câu chuyện này chú Thơm sẽ cân luôn cho các bác hiểu. Đó, và chú Thơm cũng nhắc lại nếu các bác mua nữa, tức là bò cân hơi thì nó 37 kiểu bò. Chú Thơm cũng nói luôn, không có lại nhiều các bác ném đá nữa. Nó 37 kiểu cân hơi khác nhau. Ví dụ như bò lở, bò nó rớt vào tầm 250 cân hơi đến 300 cân hơi nó khác. Còn bò từ 300 cân hơi đến 400 cân hơi nó khác. Từ 400 đến 500kg hơi nó khác. Đó, mỗi con bò nó mỗi lứa tuổi khác nhau và nó có giá trị khác nhau để mình mua cân. Chứ thường thường chú Thơm bán bò 3B giống ở chú Thơm thì nó dao động cỡ 160kg hơi đến 230kg hơi quay đầu. Các bác hiểu không? Và giá chú Thơm bán dao động ở mức là 100.000 một cân hơi. Còn chú Thơm vào dân, các bác ở đâu cũng vậy, nếu mà có chú Thơm bạn các bác bán cho chú Thơm 90.000 một cân hơi, chú Thơm sẽ đến nhà 90 hoặc 92 tùy cái thời điểm hoặc tùy cái loại bò của các bác. Chú Thơm sẽ đến nhà chú Thơm cân cho các bác về tại chuồng chú Thơm sẽ bán
chuyển lại cho người ta bằng giá 100.000 một cân hơi. Đó, và các bác cũng lưu ý là nó sẽ hao hụt nha bà con. Đó, các bác muốn bán cân hơi cho chú Thơm, và các bác nào muốn mua cân hơi của chú Thơm, nên các bác nhẩm á, ví dụ như chú Thơm nói luôn, ví dụ như con bò cân hơi, chú Thơm cân ở nhà người ta là 200 cân hơi, nhưng về nhà nó sẽ sút nha các bác. Nó về nhà nó chỉ còn có 190 hoặc là 195 cân hơi thôi, chứ nó sẽ không còn 200 cân hơi nữa. Và chú Thơm quan điểm em vào dân em mua thì em cũng không bao giờ trừ người ta, vì bê giống mình không được phép trừ. Các bạn hiểu không? Con bê giống mình không được phép trừ người ta, và nó có lệch nhau 1-2 cân, 5-7 cân nó cũng không quan trọng. Đó, mình không được phép trừ. Còn về nhà, hiện tại thời điểm bây giờ, bây giờ là chú Thơm nhắc lại bây giờ thứ 6, ngày 14 tháng 4 nha các bác. Hiện tại bây giờ chú Thơm cân hơi, các bác ưng đến nhà em, kể cả cái lô bò ở trong chuồng chú Thơm cũng vậy, các bác ưng đến em mua bán với các bác bằng 100.000 một cân hơi. Còn ở đâu các bác mua ở đâu bằng 90-92 một cân hơi á, thì các bác giới thiệu chú Thơm đến, hoặc là các bác trang trại nào đang có bò cân biểu giá đó thì số điện thoại chú Thơm để trực tiếp ở trên công khai ở trên màn hình, các bác có thể điện cho em và gửi hình ảnh cho em thực tế, em sẽ đánh ô tô đến để cân cho các bác bằng cái giá em cân ở trong dân đó, để về nhường lại nha các bác. Đó, và biểu cân con bò nó rơi vào tầm cỡ 160 kg hơi đến 230 kg hơi quay đầu. Các bác hiểu ý em nói không? Đó, còn không có, để em nói tránh những trường hợp mà không thích chú Thơm vào lâu, hoặc là đúc đến bén cơm manh áo của người ta, người ta vào để vào kênh YouTube để người ta ném đá thế này thế nọ. Đó, bò đâu mà bò vậy, đúng không bà con? Đó, thì cũng tâm sự với các bác một chút xíu vậy thôi. Cái mục đích của chú Thơm là vậy. Đó, thì từ giờ trở đi, đó, các bác mua bò của chú Thơm sẽ công khai báo giá. Em bán là bán bò nha các bác. Em mua con về nhà em cũng bán con, bán xô ở trong chuồng. Đó, nếu các bác ưng con nào, các bác ưng con đó chú Thơm sẽ dắt ra cân cho các bác xem cái biểu cân của con đó. Ví dụ chú Thơm quay 10 con, các bác muốn mua 5 con, đúng không các bác? Thì các bác có thể điện cho chú Thơm, anh em thương thảo và dắt đẹp nhất ra cân cái bàn cân này. Đó, và lấy cái mốc của chú Thơm làm cái điểm chính xác nhất để không sợ các bác. À, các bác không sợ chú Thơm lừa đảo các bác. Ví dụ như em cân chính bản thân em là 78 cân thì ra đó các bác có thể trèo, các bác bảo chú Thơm trèo lên cái cân của các bác coi có đúng cái biểu cân là không. Còn cân hơi chú Thơm cũng nói chuyện nói luôn nha, cân hơi em bán bò giống em cân hơi là em bán tại nhà nha các bác, chứ không có cái chuyện mà em chở bò đến cho nhà bác mà cân ở nhà bác, không có cái chuyện đó nha các bác. Đó, không có cái việc đó, các bác cứ đến nhà em cân cho bò ăn uống ok, hoặc là bò cứ lửng lửng tầm cả 2-3 giờ chiều các bác trèo lên cân. Con bê giống thì nó ăn không nhiều đâu các bác, nó không ăn đáng bao nhiêu, bò thịt nó mới nhiều chứ bê giống không đáng bao nhiêu đâu. Đó, thì cũng tâm sự với các bác, tâm sự với bà con nông dân một chút xíu vậy thôi, thì cũng không để bà con mình chờ đợi lâu thêm nữa. Bây giờ chú Thơm sẽ vào review chi tiết và công khai báo giá 6 con ba bê đực ở trong chuồng chú Thơm đó, để cho các bác xem luôn đó. Bác nào đang có nhu cầu, chú Thơm công khai báo giá rõ ràng. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt cái lô này. Và các bác mua một con chú Thơm cũng bán, mua nửa con nó không bán, mua một con chú Thơm cũng bán. Các bác ưng mua cân chú Thơm sẽ rắc ra cân kéo đòn hoàng, gửi qua Zalo cho các bác xem nó có đúng hay không. Nếu các bác cảm thấy chấp nhận ok thì chú Thơm sẽ đóng xe chở đi cho bà con. Ok các bác nha. Dạ. Đây, đếm cho ông 18.500.000. Quay riêng của người ta lại bảo con me bằng đấy mà bắt một nấy tiền khổ đó. Đủ 18.500.000 chưa ông? Đủ rồi. Đủ rồi đúng không? Đó, không có ông ạ, về cháu nói với ông xin lỗi, ông có người mua con me này này, bây giờ điện cho cháu các trại lớn bảo là chú cần cho tôi được 90-92 không? Mà ông bảo con me đi được mấy, được con đi chưa được 2 cân, 200 cân hơi nữa, đúng không? Mà cháu mua các ông bằng nấy tiền thì làm răng có bán ra được. Đó, mà các trang trại lớn bây giờ điện đó, bây giờ cứ bảo là tôi điện chỗ này chỗ tê cân hơi có 90-92. Bảo rồi các bác giỏi nó cứ đến rồi mà mua, cứ đến rồi mà mua thật, mà hắn cho ăn một bụng cứt đi rồi cái loại mà tầm 3 tạ 2 tạ 7 2 tạ 8 3 tạ hơi trở lên đó, rồi hắn cân cho. Chứ chờ xã hội bây giờ có ai đó bác thấy trả bác từ hôm qua đó, hôm nay thì bác đây, bác ông đây nữa, bác cũng theo dõi kênh thì bác bảo thôi thì bán cho chú. Đó, thì cháu cảm ơn ông nhá, vì bác ở đây đó, hai bác cũng bác ở bên đây đúng không, đó đã tin tưởng nhá, bán bò cho kênh khởi nghiệp nha các bác. Đó, thì bây giờ ông rồi để cháu quay con mẹ ăn, con mẹ ăn mà mẹ to người tê đúng không, mẹ to người tê đây các bác này. Đó, đây chào các bác nha, đây chào bà con, đây các bác này, đó con mẹ này,
quay rõ cho các bác xem, các bác cứ đi làm như chú Thơm xin được bò đấy. Thật mà người ta không biết, bây giờ người ta cứ bò rẻ lắm, rằng chú bán đắt đó, nhưng mà thực sự bây giờ đồ đẹp mà lại muốn rẻ nữa. Đây, thôi đứng ở trong đây quay cũng được, rồi chút xíu chú Thơm bắt vánh xong, bây giờ em bắt vánh xong xuôi rồi em lùa nó ra ngoài bờ đê đó, cho các bác so sánh, các bác nhìn tổng quan coi con 3B này kiểu dáng nó như thế nào, và giá cả chú Thơm mua làm sao để cho các bác nhìn nhận nó rõ vấn đề nha bà con. Đó. Đây các bác, đó, chạy ra nó chạy lên bờ đê rồi các bác. Đây review cho các bác xem này. Đây, bò Mora mà các bác điện vô, các bác bảo là 91-92 nghìn bán cho các bác cân bò, cân hơi. Bò 3B giống mà đòi mua ngang giá thui. Bò me đâu ra. Đây, đó, mua trực tiếp danh, kênh khởi nghiệp mua trực tiếp danh. Đây, con này mắt chúng Thơm nhìn nó rất là tầm cỡ. Chắc tầm cỡ 2 tạ hơi các bác. Con này mắt chúng Thơm nhìn nó rớt vào tầm 2 tạ hơi này bà con. Đó. Được mấy tháng rồi ông nhờ? 7 tháng rồi vâng. Đây con mẹ lai xin đẹp tuyệt vời này bà con. Ông đi xuống dưới, đi xuống mép mép ở đây. Đó, rõ ràng cho bác các bác. Đó thì chút xíu về chú Thơm sẽ làm một cái clip chuẩn nhất, quay cân cái con 3B này con nó được bao nhiêu cân hơi nhá. Mà mua trực tiếp của chủ nhà là 18.500.000 rồi nha các bác, mua trực tiếp của chủ nhà là 18.500.000 rồi nha. Đó, đếm tiền cho bác chủ nhà lành tiền 18.500.000. Họ xe cộ đó, cách nhà em 80 cây số nhá. Tiền bạc bảo mẹ. Mua bán càng ngày càng khó. Muốn mua đẹp mà lại rẻ tiền. Rồi, ok bà con nhá. Bây giờ chú Thơm bắt nó lên xe này các bác. Đó. Đây các bác. Đó thì cái con 3B các bác vừa xem video đó thì nó đây các bác, nó đang đứng ở trong chuồng chú Thơm luôn nha bà con. Đây. Đây. Đó, con 3B các bác vừa xem chú Thơm mua của ông bà đó bằng 18.500.000 đó các bác, nó đang đứng ở trong chuồng đây bà con. Đó. Thì bây giờ chú Thơm sẽ đem con 3B này ra cân thử coi là con 3B này biểu cân của chú Thơm đoán nó có tương đối chính xác hay không bà con. Vì các bác cũng lưu ý là chú Thơm nhìn bằng mắt thường nha các bác, chú Thơm bằng nhìn mắt thường. Đó thì chú Thơm nhìn con này nó rớt vào tầm 2 tạ hơi. Thì chú Thơm trả ông là bằng 18.000.000, ông không bán, ông cứ đòi lên 20 xong đòi 21 xong xuống 20. Thì ông cháu phân tích mãi thì ông cũng thuận, ông bảo thôi rớt để cho chú. Đó thì em mua con này chính xác là bằng 18.500.000, không bớt một xu nha các bác. Thì bây giờ chú Thơm sẽ dắt con này ra cân thử coi là nó được bao nhiêu cân nha các bác. Và các bác chia với số tiền 18.500.000 xem là chú Thơm mua con này cân hơi là bằng bao nhiêu tiền nha bà con. Đây, đó các bác nhìn rõ chưa? Đây, đó, có đốm đầu nha. Đây, có đốm cái đầu này. Đó, đốm cái đầu này bà con. Đó. Đây. Các bác nhìn kỹ chưa? Có đúng con 3B này không? Đó thì các bác cũng vừa xem clip đó, chú Thơm mua bác chủ nhà là bằng 18.500.000 nha. Chú Thơm cầm con này nó rớt vào tầm cỡ 2 tạ hơi nha các bác, tầm 2 tạ hơi, trên dưới 2 tạ hơi nha. Vì mắt mình nhìn là mắt chừng thôi các bác. Đó thì bây giờ đem lên cân của nó là bao nhiêu nhá. Đó coi được bao nhiêu cân. Coi được bao nhiêu cân. Cho các bác nào nhìn coi là muốn mua bò đẹp mà giá rẻ thì có hay không nhá. Muốn mua bò đẹp mà giá rẻ đó có hay không nhá. Đây. Đi lên. Đúng thẳng. Rồi. Được chưa? Ok chưa? Đây. Chú Thơm trả từng giây nhá. Đó. Coi con này được bao nhiêu cân hơi? 206 kg hơi nha các bác. Đó. 206 kg hơi nha bà con. Đó. Các bác nhìn kỹ chưa? 206 kg hơi nhá. Chú Thơm mua là bằng 18.500.000 nhá. Đó. Thì các bác nghĩ coi ở nơi nào các bác đến trại giống mà các bác mua cái loại bò này và bằng 92.000 cân hơi. Đó.
Chứ tôi mua 18 triệu 500 về bán thì có bán 18 triệu 500 mà. Nếu mà vậy các bác muốn rẻ thì đi tìm mà mua. Nếu mà muốn rẻ phải đi tìm những chú Thơm, tìm về nuôi thì nó hợp lý hơn, thì mình mới mua được rẻ đó. Và ở nơi nào đó, ở nơi nào, ở khu vực phía Bắc này chứ không phải ở trong Nam nha các bác. Ở từ ngoài, từ ở trong Quảng Bình ra đến khu vực phía Bắc, ở nơi nào bán vỏ 3B như thế này mà bảo là bán cân chỉ có 90-92.000 cân thôi, thì các bác không phải bán cho dân, các bác bán cho chú Thơm. Điện chú Thơm đến, đánh ô tô đến, có mấy mùa đấy. Đó. Có giá cả thì một lúc một khác, chỗ em thì chú Thơm bán như vậy, còn ở nơi bác mà nếu rẻ ở vậy thì các bác cứ điện cho chú Thơm đến. Ok các bác chưa? Đó. Đây các bác mua tại dân này. Mua tại dân này, đó. Hai lần đò mới bắt được đây, hai lần đò mới bắt được các bác. Người ta cứ chốt bằng 21 triệu đây. Người ta cứ chốt bằng 21 triệu rồi xuống 20 triệu đây. Đó, nhưng phân tích cho bác, bác nó nói chung bác cũng theo dõi kênh khởi nghiệp, bác cũng hiểu chuyện. Đó, và bác đồng ý bán cho chú Thơm về nhà cân kéo cho bà ăn đấy. Đó, rồi, bây giờ đi vô nha các bác. Đi vô. Ồ, họ thấy con bò ở bên. Đẳng cấp như thế này luôn mà. Đó. Đó các bác, chú Thơm vừa cân xong xuôi nha bà con. Đây, hắn đâu rồi, đây đây. Đó. Đó, 207 kg hơi nha các bác. Đó, chú Thơm mua là bằng 18.500.000, không sức một xu luôn các bác này. Mua tại chủ nhà, cách nhà chú Thơm 80 cây số này các bác này. Đó. Ok các bác chưa? Còn chú Thơm cũng nói rõ nha, nếu các bác mua cân hơi để cho bà con nông dân khỏi phải điện làm gì cả, khỏi phải điện hỏi dò nha. Đó, hiện tại bây giờ chú Thơm bán bò cân hơi là bằng 100.000 một cân hơi nha. 100.000 một cân hơi nha các bác, nếu mà các bác muốn mua hơi nha. Đó, chú Thơm nói quan điểm nha, chú Thơm không thể bán rẻ được nha. Vì có con này con khác nha. Ví dụ như con này nó 200 kg hơi, nhưng mà con khác nó sẽ sút nha các bác. Đó, chú Thơm nói quan điểm từ đầu luôn. Đó, và bây giờ các bác xem cô chú Thơm bán bò nó sẽ như thế nào. Các bác xem chú Thơm bán xô đàn lô này nó sẽ như thế nào nha các bác. Đó, đây. Nói xin lỗi bà con, đúng có tiền là có quyền, nhưng đôi khi các bác cũng phải hiểu biết một chút xíu. Có bác còn điện cho chú Thơm bảo là ở nơi này nơi kia nó báo giá cho tôi chỉ có 75.000 một cân hơi, em đến tức cười, em đến tức cười luôn nữa các bác. Đó, rồi. Thì cũng không để bà con mình chờ đợi lâu nha các bác. Bây giờ chú Thơm sẽ review 6 con 3B ở trong chuồng chú Thơm nha. Thì 6 con 3B này thì chỉ có một con này nhỏ thôi nha các bác. Chỉ có một con này nhỏ thôi nha. Thì chú Thơm review con này đầu tiên nha các bác. Đây, con 3B nhìn rất đẹp các bác này. Ngực này, ngực sâu nha các bác. Chân tay to, cao dài nha các bác. Con này mới có 4 tháng tuổi thôi nha bà con. Đây, đẹp các bác, dày mình. Đây, đó. Dày mình nha các bác, mông này. Đây, quay mông cho các bác xem. Đây, đó, mông má này, mông như mông Ngọc Trinh các bác. Đó, được chưa? Đó, thì chú Thơm bán con này là bằng 15 triệu nha bà con. Đó, chú Thơm bán con này là bằng 15 triệu nha các bác. Đó, biểu cân nó rơi vào tầm 157 kg hơi nha các bác. Đó, biểu cân nó vào 157 kg hơi nha bà con. Đó, các bác cũng nhìn thấy rõ ràng đó. Nhỏ nên chú Thơm rắc ra cân luôn. Đó, chú Thơm bán là bằng 15 triệu nha. Thì các bác xem coi là chú Thơm bán cân hơi con này nó rớt vào tầm bao nhiêu tiền. Đó. Ok các bác chưa? Xong xuôi nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt con này nha. Giá công khai là bằng 15 triệu nha các bác. Chưa tính tiền ship vận chuyển nha bà con. Đó. Chú Thơm bán bò không bao giờ cộng ship vận chuyển vô con bò nha. Nếu mà cộng ship vận chuyển thì con này bán 16-17 triệu. Đó, còn các bác ở xa thì phải chấp nhận bỏ tiền cước xe. Còn các bác ở gần thì đến tự dắt đó mà đem về. Ok các bác chưa? Được chưa? Đó, và còn 5 con nha các bác. Còn 5 con thì chú Thơm review từng con một cho bà con nông dân xem nha. Con này là con đầu tiên nha các bác. Ôi trời ơi, con 3B này các bác. Mông như mông Ngọc Trinh các bác. Đây, các bác nhìn cái mông của nó này, lưng này.
Ủ chả, các bác nhìn độc đáo không? Đây, con ba bê cực kỳ đẳng cấp nha các bác. Đó, được chưa? Một con nha các bác. Đó, con này là con thứ hai nha các bác. Đây, con này là con thứ hai nha các bác. Chân tay to cao dài nha. Con này là nền bò mẹ Rackman nha các bác. Nền bò mẹ Rackman đẻ ra nha. Đó, rất to các bác. Chân tay to cao dài. Đi, 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 đi. Đó, hai con nha các bác. Đấy, đi sang bên đây. Đi, đi, đi. Đó, được chưa? Hai con nha bà con. Đến con này là con số 3 nha bà con. Đây, con này là con số 3 nha. Đây, được chưa các bác? Con này là con số 3 nha bà con. Chân tay to cao dài nha các bác. Đây, mông má này. Cái con 15 triệu này tao biết mi đẹp mà mi rẻ rồi. Mi tránh đi chỗ khác thì mi cứ lượn trước cái máy quay đó làm chí nhờ. Đây, được chưa? Ở trong đây chỉ có con này là con nhỏ nhất nha các bác. Chỉ có con này là con nhỏ nhất trong lô 5 con nha các bác. Đó, con này là con số 3 nha bà con. Đó, được chưa? Này, một này, hai này và con mông to đầu đó là 3 con nha các bác. Đó, đến con này là con số 4 nha các bác. Đây, con này thì vừa quay rồi, quay kỹ hết rồi, vừa quay vừa cân luôn rồi. Đó, chắc cũng chả phải cần thiết phải quay kỹ lại làm chi nữa các bác. Đây, chân cẳng này. Đó, hàng đẳng cấp nha các bác. 4 con nha. Và đến con này là con số 5 nha các bác. Đó, con này là con số 5 nha bà con. Đây, các bác nhìn kỹ chưa ạ? Đó, các bác thấy ok không? Rõ ràng chưa? Bà con nông dân mình nhìn kỹ chưa ạ? Đó, thì cũng không để bà con mình chờ đợi lâu thêm nữa nha. Chú Thơm sẽ công khai báo giá 5 con vỏ 3B này nha. Chú Thơm bán xô nha các bác. Con to bù con nhỏ nha các bác. Con to bù con nhỏ nha bà con. Con nhỏ nhất là 178kg hơi nha. Con to nhất là 228kg hơi nha các bác. Chú Thơm bán xô cái lô này là bằng 20 triệu nha bà con. Chú Thơm bán xô cái lô này là bằng 20 triệu nha các bác. Và biểu cân nó trên 2 tạ hết nha các bác, không dưới nha bà con. Chú Thơm nói là em bán bo nên em không nói chính xác số cân nha các bác. Còn các bác ưng mua cân hoặc các bác nào có nhu cầu biết chính xác thì điện trực tiếp gặp em thỏa thuận giá cả sau xui rồi chú Thơm sẽ cân cho các bác xem. Đó, biểu cân nó không dưới 2 tạ hơi nha các bác. Đó, giá là bằng 20 triệu một con nha. Đó, chỉ có một con đó nha. Chỉ có một con đó là bằng 178kg hơi nha các bác. Đó, các bác nhìn thấy hình ảnh đó nè. Chỉ có con đó là bằng 178kg hơi nha. Và con to nhất là 228kg hơi nha các bác. Đó, mua bán rõ ràng nha. Không mập mờ ảo ảo nha các bác. Và kênh khởi nghiệp bán ra nó chỉ có một giá một nha. Chưa bao phí vận chuyển nha các bác. Chưa bao phí vận chuyển nha. Đó, nhà chú Thơm có xe nha. Nhưng mà xe là chạy bằng dầu nha các bác. Công người vận chuyển xe chạy bằng dầu nha. Đó, không phải chạy bằng nước lã nha các bác. Đó, rõ ràng chưa? Các bác ở gần thì ít tiền cước vận chuyển, các bác ở xa thì chấp nhận bỏ tiền ra cân đối. Được thì mình mua, không được thì thôi. Ok các bác nha. Mè đẹp các bác. Ủa chắc mè to. Quá to mè, toàn hàng đẳng cấp không các bác. Toàn hàng đẳng cấp không. Giá cả thì rất hợp lý bà con. Đó, rất hợp lý luôn. Đó, xong xuôi nha các bác. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt 5 con này. Đó, các bác muốn mua thêm con này nữa là 6 con. Đó, ok các bác chưa? Biểu cân thì con này chú Thơm cũng nhắc lại. Con này là 157kg hơi. Còn xô cái đàn này là trên 2 tạ hơi nhất hết nha. Đó, các bác nào thắc mắc thì đến nhà chú Thơm xem thực tế bò và cân lên coi nó có đúng chính xác như những gì chú Thơm nói hay không thì các bác hãy mua nhé. Còn nếu mà không chính xác thì chú Thơm sẽ cho tiền xe để các bác về nha bà con. Đó, vì các bác thấy bây giờ chú Thơm mới sắm cái cân rồi nên chú Thơm nói chuyện rất tự tin. Đó, ok bà con nhé, xong xuôi nhé.
Đó thì cuối clip, chú Thơm cũng cảm ơn bà con cô bác trong và ngoài nước đó đã thương mến, yêu mến Tranh Khởi Nghiệp và ủng hộ em trong suốt thời gian qua nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều nhé. Và bà con nông dân, bác nào có nhu cầu mua hoặc bán bò giống thì các bác nhớ đăng ký kênh. Bà con nông dân, bác nào có nhu cầu bán thì cứ liên hệ trực tiếp gặp em. Đây, chú Thơm sẽ đến nhà các bác thương thảo và mua những con giống đó chất lượng để chuyển giao đến cho bà con nông dân đang có nhu cầu mua bò 3B vỗ béo hoặc bò giống sinh sản. Và các bác cũng lưu ý là thuận mua vừa bán, và mua bán thì mỗi người mỗi mắt nha các bác. Đó. Còn các bác nào có nhu cầu mua thì nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nha bà con, để sớm nhận được những video mới nhất từ kênh Khởi Nghiệp nha. Đó, đây, để chọn cho gia đình mình này, những con bò này, nó hợp với bụng mình và hợp với túi tiền của gia đình mình nha các bác. Đó, đây, kênh của chú Thơm là vậy nha, mua bán công khai rõ ràng minh bạch nha. Các bác đến nhà em cũng giống như chú Thơm đến nhà bà con mình xem bò nhé. Mắt thấy, tai nghe, tay rờ này. Được thì các bác mua, không được thì thôi nhé. Anh em vui vẻ làm ăn rõ ràng nha các bác. Anh em vui vẻ làm ăn đoàn hoàng nhé. Rồi, Kênh Khởi Nghiệp xin chào các bác. Chào toàn thể bà con.